Mọi người ơi, hôm nay Chi sẽ khoe với mọi người vườn cây ăn trái của gia đình Chi nha. Thực ra không phải là vườn đâu, mà những cái cây cảnh giống như là một cây ăn trái mà cây cảnh luôn á, để trang trí cho cái ngôi nhà này. Chi nè, nó cũng nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, nhưng mà mọi người biết không, rất là đặc biệt luôn, quá trời trái luôn. Trời, Chi cũng không ngờ luôn á, mà khi mà trồng cái cây ổi này nè, đây, cây ổi nè, mọi người thấy không, cái trái nó bự như vậy nè. Trời ơi, coi nè, đó, so với cái tay Chi nè, thấy không, quá trời bự luôn, đẹp. Không hái kịp là chim sẽ ăn hết, cho nên là phải hái vô thôi. Đã chín rồi nha, đây mọi người thấy không, còn đây nữa nè, trời ơi quá trời, đây nữa, qua bên này luôn, qua cái trái đây, có một cặp luôn nè, một cặp luôn nè, đó, chưa hết đâu, ở dưới này còn mấy cái trái nhỏ nhỏ chưa lớn nữa nè. Trời ơi, bể ra tội nghiệp quá vậy. Wow, một trái. Yeah, có hai trái ổi rồi mọi người ơi, thấy bự dễ sợ không? Trời ơi, ăn cái này đã luôn nè. Đây, một trái nữa. Còn cái nào nữa không ta? Cái này chín rồi nè, phải không? Để chưa, chưa, chùm đó chưa. Cái này phải không? Rồi, bây giờ mình hái trái này nha. Đây, được thêm một trái nữa. Wow, đây là thành quả một cây ổi nhỏ xíu thôi, nhưng mà trái nó bự và nhiều như vậy nè. Được 5 trái chín rồi, còn ở trên này còn mấy chục trái nữa đó mọi người. Đã dễ sợ luôn á. Đây mọi người ơi, bây giờ Chi sẽ cho mọi người xem cây lựu nhà Chi nha. Đây, thành quả bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng. Wow, hai trái này chín rồi nha. Đó, rồi tiếp tục đây. Đây. Wow, cái lựu này bự dễ sợ luôn nè. Rồi tiếp tục đây. Trời ơi, một chùm, một dê ở trên này, quá trời trái luôn. Mọi người thấy không, bên này nữa nè. Wow, nhiều trái quá trời luôn nè. Bên này nữa, ở ngoài này nữa. Đây, một em. Wow, em nữa. Đây, yeah. Wow, hai trái lựu bự mà đẹp dễ sợ luôn á. Trời ơi. Bên này là cây khế. Cây khế nè. Cây khế này cũng tùm lắm, mọi khi là nhiều nhiều trái lắm luôn á. Nhưng mà tại có một thời gian á là mất nước, cho nên là cây khế này á Chi phải chặt hết mấy cái nhánh đi, nó mới lên nhánh mới đó. Thì chắc là khoảng vài tháng nữa là sẽ có trái ăn. Rồi, bây giờ có một cái cây rất là quan trọng, nó nhỏ xíu xíu à. Cái thân nó nhỏ xíu xíu vậy à, mà nó có trái mới ghê chứ. Đây. Đen. Trời ơi, mọi người thấy cây mít nhà Chi chưa? Nó nhỏ xíu xíu và có cái trái, thấy cưng dễ sợ không? Hàng cây ăn trái đang mà Chi mới trồng. Đó là cây bưởi nha mọi người nha. Khoảng năm nữa là có trái rồi. Kế tiếp là cây măng cụt. Rồi, tiếp theo cây, đây cũng là cây mít nhưng mà cái lá nó khác nè. Cái mít đó lá khác, cái mít này lá khác. Đó. Rồi. Tiếp theo là cây xoài. Cây xoài này trồng cũng 3 năm rồi đó. 3 năm rồi, lên như vậy rồi. Hy vọng là năm sau sẽ có trái. Lúc đó là sẽ hái và quay khoe với mọi người nha. Rồi, vườn nhà Kim Chi là như vậy đó. Hy vọng là trái đất lành chim đậu và hoa cỏ mùa xuân trái chín mang lại tài lộc cho gia đình. Rồi, chúc mọi người nhiều sức khỏe nha.